bao tải này. Anh em quý vị thông cảm nhé, hôm nay đội quên mic nên là không nói từ xa được, phải đến gần nói chuyện. Đấy. Bây giờ mình đang đeo thiết bị bảo hộ vào và bắt đầu dọn. Nói chung là các bạn sẽ thấy một cái khác lạ ngay. Đấy. Ok. Thực ra thì kể cả để 1-2 hôm ấy, cho bao tải đúng các bạn biết sao, nó khô rồi. Mấn trước ẩm hả? Toàn nước. Nó ẩm thì mùi là một. Ai rất khó chịu. Sống thì môi trường sạch thì lúc nào cũng tốt rồi, nhưng mà mình sợ bẩn mình lại không như này thì đến bao giờ các chị, nói thật với các bạn, như các chị em mà đang làm môi trường bây giờ dọn rác cho chúng ta cũng rất là khổ, công việc làm phải đêm tối sướng gì không. Khi mình làm thì anh em mình nói trước nhé, đây là công điện đẹp. Công việc vô vi lợi nhá, vi lợi nhuận không, vô vi lợi được, vô vi lợi được, giống nhau bỏ rồi. Để 1-2 hôm trời nắng ấy. Để to tí cho vào xe rồi. Xe tí để này này. Vâng. Để lên trên hông cao lên. Anh em cũng mỗi ngày chỉ dành ra được 2 tiếng thôi, cả đi cả làm, cho nên là mọi người phải thông cảm, không thể là một ngày 1-2 là làm xong được. Nó tải quay ra góc kia. Tải nó bé hơn cái tải xanh. Khô hơn một chút nước bình thế. Ui, tí hơi kinh. Khi mà rác để lâu ngày mà nó ủ nước ra ấy, thì nó như cái chất nó chảy ra, mùi nó dã man luôn, độc. Chứ còn cái giòi nhiều khí độc. Người anh em ra lấy cho cái xe rác này. Góc kia. Tôi cứ làm xong thì lấy được. Làm xong. Thì cuối cùng rồi. là cái đoạn này là lát chưa cỏ lên dày có mùi vi. Có cái bay ấy. Bay cũng nhổ được nên là cỏ chung. Dao chặt nó mắng ăn thua thì bay này, bay cắt hồ tính làm gì. Ở cái số khóa của ông này có vẻ cảm thấy nó bất tiện nhỉ, đến nó rộng không? Quay. luôn vào trong kìa, hàng vít ở trong kia mà. Mồ hôi. Mồ hôi ạ. Làm việc mà các bạn. Thế vừa mượn xong các chị xe đựng rác nhé. Mình đang di chuyển về chỗ làm. Người anh em thiện lành đi như gió. Lên bờ luôn, sát vào kia để đổ. Phải nói vậy để anh lấy đà anh kéo xe lên, xe trông thế thôi rất là lạ. Đi găng tay vào là không bị rát tay, sạch. Xong rồi tí rác phân loại này thì có dây buộc đấy, buộc lại rồi để lên trên là về cơ sở là họ biết. Nó tưởng cái này là họ đốt rồi gì? Thì bây giờ phải đổ ra chứ bây giờ này để đống ở đây thì ai đốt ở gần chỗ xe hơi này thì chết. Đây, mình phải bốc lên. Anh buộc túi lại thì chỗ túi kia đi, nó có dây em để đầu kia kìa. May quá mượn được cái xe này. Khóa hết lại rồi còn mỗi một cái này. Đây buộc cái chỉ buộc luôn. Dạ, cứ buộc được đâu. Ở trong cái túi kia nó ở dưới đây. Có cả đoạn dây này. Sát vào cho đỡ thì sát vào cho mình đỡ phải di chuyển xa. Đấy. Rác là được phân loại. đừng cứ thả nó được. Sao đây? Bỏ cái túi ra. Cái túi này. Làm rồi. Đây ra đây ra đây. Anh quên không? Ra đây đây. Không có tình hết quên. Xếp thẳng đứng lên gọn vào bốn cái đấy, đẩy là lên xe là nhìn là đẹp, vừa xinh, xe rát đời. Anh đẩy đấy. Ok, công việc thế là anh em cũng xong rồi. Khiến cho mọi người xem cái khoản mình làm đây nó có tác dụng như nào. Thật sự cực kỳ là mỗi người có ý thức một tí thôi các bạn. Đấy, ok, rất là đẹp đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình làm sao. Đấy, bọn mình đã cố gắng hết khả năng rồi. Có đã cho xa xa đấy, không có gì nữa. mỗi lần một thành quả xong là rất thích ấy.